Đây là tờ thông báo chuyển đổi hợp đồng từ công ty cổ phần quốc tế Ước mơ Việt sang hợp đồng mua bán công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng, gửi đến các nhà đầu tư vào ngày 29 tháng 12 năm 2017, sau khi công ty cổ phần quốc tế Ước mơ Việt tuyên bố tạm dừng hoạt động. Bà Chất, một người làm nghề giúp việc theo giờ, chắt bóp chi tiêu mãi mới được một khoản hơn 100 triệu đồng đầu tư vào công ty cổ phần Ước mơ Việt. Chưa được hưởng lãi suất như đã cam kết đã đành. Cả khoản vốn cũng bị công ty cầm giữ không hoàn lại. Vì hy vọng lấy lại được tiền, bà đã phải vay mượn để đầu tư thêm 50 triệu nữa vào công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng. Một công ty được giới thiệu là công ty con của công ty Ước mơ Việt, cũng do ông Võ Thanh Long là đại diện theo pháp luật của công ty. Cái hợp đồng của bên Ước mơ Việt này có thể là nó sẽ dừng và nó chuyển sang Cao Thắng. Nếu mà muốn duy trì được cái này thì nộp thêm 50 triệu nữa. Tự thảo hợp đồng, rồi xong rồi bắt tụi tôi ký vô là chuyển qua, lý do là nó bên kia làm phá sản, không có khả năng chi trả. Thế anh đã chuyển chưa? Dạ em bắt buộc, tại đồng loạt mà ai cũng chuyển qua hết, tôi cũng qua theo. Không chuyển là mất tiền. Không chuyển là anh mất tiền. Theo lời quảng cáo khi đó, thì công ty Cao Thắng có một dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang, được cho là dự án lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Bỏ tiền đầu tư theo các gói vào dự án này, người tham gia sẽ được hưởng lãi suất khủng gấp 7 lần ngân hàng, cùng với các gói hậu đãi khác. Cái gói bé nhất là 60 triệu thì sẽ được một cái kiosk. Thế và mỗi tháng được 2 triệu, cứ thế mà lĩnh. Nếu mà người Hà Nội này vào mà không bán hàng ở trong đấy thì bán lại cho công ty, lúc đấy công ty sẽ mua lại trực tiếp cái kiosk với cái giá hiện thời. Công ty Ước mơ Việt hợp tác cùng công ty Cao Thắng là để mà làm dự án bất động sản, phát triển khu du lịch lên và phân lô bán nền. Trị giá là cứ mỗi đơn hàng 60 triệu đó thì được nhận là 80 triệu trị giá đất. Tuy nhiên theo luật sư, việc chuyển đổi cổ phần giữa công ty cổ phần Ước mơ Việt sang công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng có những dấu hiệu cần phải xem xét. Nếu như mà yêu cầu người dân chuyển hợp đồng từ Ước mơ Việt sang bên Cao Thắng thì về mặt bản chất đây là hai cái chủ thể có những cái đối tượng của hợp đồng khác nhau và những cái lĩnh vực hoạt động khác nhau. Cái điều này thì rõ ràng là công ty Cao Thắng không thể nào mà thực hiện được cái hợp đồng mà nhà đầu tư đã ký với công ty Ước mơ Việt trong cái việc bảo trì sản phẩm điện tử được. Chúng tôi hay gọi là ve sầu thoát xác. Họ đang thoát ra khỏi một cái vỏ trước đây tạm dừng hoặc cho dừng hoạt động của cái Ước mơ Việt để nhằm tránh những cái rủi ro hệ quả pháp lý mà người ta có thể phải chịu trong cái lỗi liên quan đến việc huy động vốn mà đã thực hiện bên Ước mơ Việt. Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang được công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng nhận chuyển nhượng lại từ một công ty khác với số tiền 26 tỷ đồng. Tuy nhiên trong hồ sơ, lãnh đạo công ty giới thiệu và cung cấp với các nhà đầu tư thì dự án lại có giá trị lên tới 700 tỷ đồng, tức là gấp khoảng 30 lần.